Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm tra bình nóng lạnh bị mất nguồn điện. Trước khi tiến hành kiểm tra, ta cần chuẩn bị một số dụng cụ sau đây. 1. Đồng hồ ampe kìm. 2. Hòm đồ dụng cụ. Trước khi kiểm tra, ta tiến hành bật automat nguồn của bình nóng lạnh. Sau khi đã bật automat, ta tiến hành kiểm tra nguồn điện có cấp vào bình hay không và đèn nguồn có sáng hay không. Sau đó ta tiến hành mở nắp của bình nóng lạnh ra, dùng đồng hồ ampe kìm vặn về thang đo ampe, rồi kẹp dòng và đo thử dòng điện xem sợi đốt có hoạt động và đang đốt nóng hay không. Nếu đồng hồ không hiển thị dòng điện đi qua thì ta tiến hành kiểm tra lại dây len. Tiếp tục ta dùng đồng hồ ampe kìm vặn về thang đo xoay chiều 220V, cắm hai đầu quay đo vào để kiểm tra xem có nguồn điện. Ở đây nguồn điện được cấp vào vẫn đủ 220V mà đèn báo của bình nóng lạnh không báo, chứng tỏ ta kết luận đèn báo nguồn điện của bình đã bị hỏng, cần phải sửa chữa thay thế. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn cách kiểm tra bình nóng lạnh bị mất nguồn điện. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của tôi. Xin chào.